Hello, xin chào tất cả mọi người. An đã quay trở lại với mọi người nè. Nếu mà các bạn coi cái title thì các bạn cũng biết rằng trong cái video này mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề gì rồi đúng không? Nhưng mà trước khi bắt đầu vào cái video đó, mình có một câu hỏi mình muốn hỏi nhỏ các bạn đó. Đó chính là các bạn ơi, các bạn hãy khai thiệt đi là các bạn đã coi cái mà clip full lại cái fan meeting của Jack và Khánh bao nhiêu lần rồi. Mình chắc chắn là các bạn ở đây có nhiều bạn đã coi không dưới một lần phải không? Thì mình cũng vậy, thì mình xin thú hoặc cái bạn luôn đó nè. Mình đã coi cái clip này 3 lần rồi, mà sau khi coi lại 3 lần mình vẫn còn rất là nhiều cái cảm xúc khi mà mình coi cái video clip này. Thật ra lúc đầu tiên khi với tháng 10 ngày 5 tay á, các bạn đi fan meeting về á, mình đã thấy có rất là nhiều chị, rất là nhiều bạn bè của mình á post những cái bài lên viết về cái cảm nghĩ của buổi fan meeting. Mấy chị viết là ồ buổi đó rất là xúc động, rồi mấy chị có nhiều chị đã khóc khi mà thấy Khánh và Jack khóc trong cái buổi fan meeting đó. Thì thật sự á, bản thân của mình lúc đó thì mình nghĩ là không biết mấy người này có làm quá lên hay không, chứ tại sao mà trong cái khung cảnh vui như vậy, được gặp Jack, được gặp Khánh, rồi hòa nhịp vô với lại âm nhạc như vậy mà lại khóc. Thì thật sự mình nghĩ là không biết mấy người này có kiểu là quá dễ xúc động hay là quá dễ để khóc hay không. Tại vì mình cũng coi rất là nhiều những cái live show của những cái ca sĩ, ví dụ như mình coi của Big Bang nè, của Thế Giang, rồi mình coi của Taylor Swift. Thì những cái live show đó giống như mình đi, mình cảm thấy rất là vui mà mình vô với âm nhạc, nghe được những cái bài nhạc mà mình yêu thích. Thì mình không có nghĩ là đi coi show âm nhạc mà cảm thấy xúc động mà để mà khóc như vậy. Thì nhưng mà mình hoàn toàn sai lầm các bạn. Khi mà mình coi lại cái video mà về cái buổi fan meeting đó đó, thì tự nhiên có những cái khoảnh khắc tự nhiên mình coi mình cảm thấy, mặc dù là mình chỉ coi lại cái video mà mình coi ở nhà thôi, nhưng mà tự nhiên mình cũng cảm thấy là giống như nó nhói nhói ở tim gì đó. Nên mà mình nghĩ là nếu mà thật ra mình suy nghĩ là nếu mà mình cũng là một người tham gia cái buổi fan meeting, mình hòa nhịp vô cái cảm xúc của các bạn ngay lúc đó, thì mình nghĩ là mình cũng khóc. Vì vậy mình cũng cảm thấy rất là xin lỗi mọi người nếu mà mình có suy nghĩ là mọi người làm quá, mọi người quá dễ xúc động. Thì bây giờ mọi người hãy cùng mình coi lại những cái khoảnh khắc trong cái buổi fan meeting của Jack với Khánh nha. Mình đã chụp lại, khi mà mình coi cái video mình cố gắng mình chụp lại những cái khoảnh khắc mà mình thấy là đẹp nhất của hai bạn để mà mình có thể share với mọi người. Mọi người cùng mình coi những cái hình ảnh mà mình đã chụp lại trong cái buổi fan meeting này nha.
sau khi mà coi những cái hình ảnh từ cái buổi fan meeting đó thì các bạn có cảm nghĩ như thế nào, và các bạn thích nhất là khoảnh khắc nào thì các bạn hãy nhớ comment ở dưới cho mình biết nha. Còn đối với bản thân mình á, mình thấy chắc với Khánh thay rất là nhiều bộ đồ, nhưng mà cái bộ đồ mà mình cảm thấy ấn tượng nhất và mang cho mình nhiều cảm xúc nhất có là cái bộ đồ mà Jack với Khánh mặc cuối cùng để mà kết thúc cái show đó. Là mình thấy hai bạn mặc cái bộ đồ giống như là hai bạn bước ra từ trong cái câu chuyện cổ tích vậy đó, giống như là kiểu mà hai chàng hoàng tử bước ra từ cái câu chuyện cổ tích. Tự nhiên mình coi cái hình ảnh mà hai bạn mặc cái bộ đồ đó, tự nhiên mình cảm thấy rất là đẹp, cảm thấy rất là xúc động. Còn cái khoảnh khắc đó, mà trong cái buổi fan meeting mình cảm thấy xúc động nhất, thì mình nghĩ là có nhiều bạn sẽ nghĩ là cái khoảnh khắc mà xúc động nhất sẽ là khoảnh khắc mà Jack với lại Khánh chia sẻ về cuộc sống, chia sẻ về cái cảm xúc của hai bạn rồi lúc mà hai bạn khóc. Nhưng mà mình đó thì mình sợ những cái gì khóc lắm, mình không có dám coi cái cảnh mà hai bạn khóc quá nhiều, tại vì mình sợ là mình giống như không kìm nén được cảm xúc mình cũng sẽ khóc giống như hai bạn, nên là cái khúc đó mình lướt qua thôi. Nhưng mà cái khúc mà mình làm cho mình cảm thấy rất là xúc động, mình coi đi coi lại không dưới 5 lần á, đó chính là cái khoảnh khắc mà Jack mặc cái bộ đồ con đom đóm xuất hiện dưới sân khấu. Thực ra á, mình không biết các bạn như thế nào, nhưng mà với bản thân mình á, nếu mà Khánh á không nói cái con đó là con đom đóm thì mình cũng không nghĩ là cái con đó là con đom đóm nữa. Tại vì lúc đầu mình thấy cái hình ảnh đó, mình nghĩ cái mình cũng giống như là cái bạn MC vậy đó, nghĩ cái con đó là con ong, và chỉ có Khánh mới nghĩ ra được là cái con đó là con đom đóm thôi. Thì cái khoảnh khắc mà con đom đóm mặc ù, con đom đóm chú mặc ù xuất hiện đó, là tự nhiên mình cảm thấy rất là xúc động. Tại vì lúc đó là giống như là Khánh đang cảm ơn Jack là cái người bạn thân đã đồng hành với Khánh trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua. Xong rồi tự nhiên cái con đom đóm mặc ù như vậy nó xuất hiện, rất là cưng, rất là dễ thương. Rồi khi mà giống như là bạn MC đó nói là không có cho cái con đom đóm này lên sân khấu đó, thì mình cảm thấy là trong lúc đó là giống như kiểu này Jack kiểu giống như là buồn á, kiểu là buồn rồi nhìn tội nghiệp, nhìn rất là cưng. Rồi khi mà được MC cho lên sân khấu á, là cái hành động đầu tiên mình thấy Jack làm á chính là quay lại ôm Khánh. Hình như là trong cái buổi hôm đó là khi mà mặc đồ con đom đóm á, là Jack ôm Khánh hình như là tổng cộng là 3 lần. Rồi mình thích nhất cái câu á mà MC nói á, là cái món quà mà cái con đom đóm này dành cho Khánh á, là ở dưới sau lớp mặt nạ. Rồi lúc mà mở cái lớp mặt nạ ra á, là Khánh là Jack xuất hiện. Tự nhiên lúc đó mình nghĩ là giống như kiểu là Jack muốn giống như là đem bản thân của mình làm món quà để tặng cho Khánh vậy đó. Thì tự nhiên mình có lúc đó mình cảm thấy rất là dễ thương. Tại vì phải thương một người bạn như thế nào, phải coi một người bạn là chi kỷ, là một người bạn đó là giống như là có một vị trí đặc biệt trong tim của mình như thế nào, mình mới có thể đem chính bản thân của mình làm quà tặng người ta. Rồi mình thích nhất là lúc mà Jack nói là mặc dù là Khánh hơn Jack 2 tuổi, nhưng mà đối với Jack á, thì Khánh giống như là một người anh vậy đó. Thì mình cũng em thấy là đối với Jack thì Khánh là một cái gì đó rất là đặc biệt trong cuộc đời của Jack. Rồi cái tiếp theo nữa đó là có rất là nhiều bạn nói với mình đó, hay là có rất là nhiều bạn nói là cái này giống như là lúc mà surprise như vậy á, lúc mà Jack mặc cái bộ đồ con đom đóm ra thì chỉ là fan service thôi, tại vì giống như là những cái đó là có trong kịch bản hết rồi, Khánh cũng biết rồi, MC cũng biết rồi, mọi người chỉ là diễn thôi. Nhưng mà mình theo cái cảm nhận của mình á, thì mình thấy thật sự là cái này là Jack muốn là cái điều đặc biệt này tặng cho Khánh, và Khánh với lại bạn MC thật sự là không có biết có cái sự tồn tại của con đom đóm trong cái bữa fan biết tên ngày hôm đó. Rồi còn có một cái luồng ý kiến khác nữa là có thể Khánh với Jack có thể Khánh và MC không biết, nhưng mà cái mà con đom đóm này là giống như là đạo diễn muốn làm cái này để surprise cho Khánh chứ không phải là Jack muốn. Nhưng mà mình cũng cảm thấy cái ý kiến này không có đúng, tại vì nếu mà các bạn để ý kỹ á, các bạn sẽ thấy là khi mà Jack mặc đồ con đom đóm á, là Jack tháo hết vòng, tháo hết những cái phụ kiện ra để cho Khánh không có nhận ra nếu là thật sự là
là đạo diễn bắt làm hoặc là thật sự là trong kịch bản đó, thì mình nghĩ là Jack sẽ không có cần phải làm những cái điều như vậy để mà diễn cho mọi người coi, nên mình nghĩ là cái khoảnh khắc đó là cái khoảnh khắc mà thật sự làm cho mình rất là xúc động. Rồi một cái nữa là vui một chút xíu thôi là khi mà hai bạn mặc cái bộ đồ vest á, mấy bạn coi lại trong cái video hình ảnh của mình lúc nãy á, các bạn cũng thấy có cái khoảnh khắc là hai bạn mặc cái đồ vest màu xanh có sọc dọc á, rồi lúc mà MC hỏi hai bạn là có gì muốn nói với nhau không. Xong rồi mình nhìn vô cái khung cảnh đó, tự nhiên mình cảm thấy giống như là lễ cưới của Jack với Khánh vậy đó. Tự nhiên hai bạn quay lại nắm tay nhau, rồi có bạn MC giống như là chủ trì hôn lễ, hai bạn nói lời tuyên thệ để tuyên bố là trở thành vợ chồng. Thì lúc đó mình nghe ở dưới rất là nhiều bạn fan của K và đó mới hô là hôn đi. Nên muốn là mình nhìn cái khúc đó thì thật sự đối với mình cũng cảm thấy giống như là cái khung cảnh đó giống như là buổi hôn lễ ở nhà thờ để mà tuyên bố hai người là vợ chồng, thì nó rất là cưng, rất là dễ thương. Đó là những cái chia sẻ của mình về cái buổi fan meeting mà mình coi được. Thì mình hy vọng là Jack với lại Khánh, mình muốn nói thêm một cái nữa là khi mà coi cái này thật sự mình cảm thấy rất là vui, tại vì Khánh với Jack có còn nhỏ tuổi, một bạn 20 tuổi, một bạn 22 tuổi, mặc dù là khi làm cái buổi fan meeting này thì sẽ có sự trợ giúp của mẹ nuôi hoặc là sự trợ giúp của ekip, nhưng mà mình vẫn cảm thấy vui, cảm thấy rất là hai bạn thì rất là giỏi, tại vì hai bạn còn trẻ như vậy mà hai bạn đã làm được một cái buổi fan meeting rất là thành công. Mình không có thấy được một cái sạn nhỏ nào trong cái buổi fan meeting này hết, có thể là tình yêu thương của mình với Jack và Khánh quá lớn, mình không có thấy được những cái sạn, nhưng mà mình vẫn thấy là cái buổi fan meeting này rất là thành công, và mình cũng muốn chúc Jack với Khánh nó là sẽ có được nhiều hơn nữa những cái buổi fan meeting cho những cái năm tiếp theo. Và chị cũng hy vọng đó là ở một thời điểm nào đó chị cũng là một trong số hàng ngàn những cái bạn fan có thể tham gia vô được buổi fan meeting của Khánh và Jack, để có thể ở dưới nhìn hai em hòa nhịp trên sân khấu. Nếu mà các bạn chưa có coi cái video của mình hoặc là chưa có subscribe kênh channel của mình đó, thì các bạn hãy nhớ những cái nút màu đỏ ở dưới nha, để các bạn có thể coi được những cái video của mình trong thời gian sắp tới đây. Yêu thương các bạn thật nhiều.